chào các bạn. Hôm nay Lucasa xin giới thiệu sản phẩm máy làm mát của thương hiệu Asanzo. Chúng ta thấy model là A1500. Chúng ta thấy là hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là model nhỏ nhất của Asanzo. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có lưu lượng gió khoảng 1500, công suất 800W. Đây chúng ta thấy đây, dung tích bình nước là 10 lít. Chúng ta hẹn giờ là khoảng 7.5 giờ. Khoảng cách làm mát từ 10 đến 12 mét vuông. Đây là sản phẩm Lucasa bán giá tham khảo 2.699.000. Các bạn đặt hàng có thể đặt hàng qua website lucasa.vn hoặc điện thoại 028 3765 8579, di động là 0909 886 183. Do đó có thể giá có thể biến động theo từng thời điểm, nên các bạn hãy gọi điện và liên hệ qua website này có giá tốt nhất. Bây chúng ta tới màu phần này ra. Đây là toàn bộ cái máy làm mát của Asanzo. Mô đen chúng ta thấy rằng là A1500. Và chúng ta nhìn xung quanh nhé. Chúng ta nhìn thấy bên hông có tổng đài bảo hành này, 1800 1035. Phía sau là chúng ta có dây điện. Chúng ta nhảy điện ra. Còn đây là tấm phía dưới đây là tấm làm mát. Tấm làm mát chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh, cứ chúng ta một tháng chúng ta vệ sinh một lần, chúng ta mở ra là ra rất là dễ đó. Chúng ta bỏ cả tấm này ra, chúng ta ốc vít, đây là có ốc vít này, chúng ta vít nó ra, chúng ta vít đắp ra, chúng ta lấy tấm này ra, xong rồi chúng ta phụt nước, nước để cho nó sạch là xong thôi, vệ sinh rất là dễ. Ở phía dưới chúng ta thấy bình nước này, dung tích là 10 lít. Đó. Chúng ta đây là một cái bình nước chúng ta phải tháo rời, dung tích là 10 lít. Chúng ta có thêm lá khô, đây là hai cái cục chúng ta cho nước vào đây, xong rồi chúng ta cho vào tủ lạnh. Cho vào lạnh như là đông cứng lên, chúng ta sẽ cho lại vào trong cái bình nước ở dưới đây. Là xong. Đây là sách hướng dẫn và remote. Đó. Đây là remote điều khiển từ xa. Đây là chúng ta thấy là đây là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Bảo hành chính hãng của Asanzo 2 năm. Một năm đầu chúng ta bảo hành cho toàn bộ máy, năm thứ hai là bảo hành cho motor. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm thử máy nhé. Và cắm thử để chúng ta chạy. Rồi điện nó vô rồi. Đây. Nút này là nút xoay trái phải. Xoay trái phải tức là ở bên trong đây nó có cái các cái thanh nó sẽ đẩy trái phải gió đẩy để sang hai bên. Đây xoay trên dưới. Trên dưới là tấm này xoay trên xuống dưới. Nói chung hai lúc này sẽ tự động. Trái phải và trên dưới là tự động. Đây là hẹn giờ, chúng ta hẹn được khoảng 7.5 giờ. Đây là ion. Ion là lọc không khí. Tiếp theo là làm mát. Làm mát là chúng ta dùng nước làm mát ạ. Khi chúng ta bấm nút làm mát này thì nước sẽ nước dưới bình sẽ chảy lên và hạ xuống những tấm làm mát bên đây, để cho gió thổi ra nó sẽ mát. Chúng ta chỉ dùng cái tấm cái nút làm mát này khi mà trong bình chúng ta có nước nhé. Đây là chế độ, chúng ta có chế độ như là chế độ thường, chế độ tự nhiên và chế độ ngủ. Tốc độ chúng ta 1, 2, 3. Đây là on off và chúng ta mở thử nhé. Rồi. Tốc độ 1 và tốc độ 2 này, 3 này. Đó.
ra là 6 giờ rồi. 6 rưỡi, 7 giờ, 2, 4, 6, 7, 7 rưỡi, 7 tiếng rưỡi hẹn giờ. Rồi. Đây là chế độ tự nhiên, đây là chế độ ngủ, đây là chế độ bình thường. Rồi, rất là dễ. Đây là remote, chúng ta điều khiển từ xa rất là thuận lợi. Lên. Rồi, ok. Như vậy là máy làm mát chúng ta hoạt động rất là ok. Asanzo của chúng ta bảo hành 2 năm. Model là Asanzo A1500. Chúng ta có dung tích bình nước là 10 lít. Chúng ta làm mát được khoảng 10-15 m². Công suất 80W. Lưu lượng gió thổi là khoảng 1.500 m³/giờ. Hiện tại Nikosa đang bán là 2.699.000. Giá cả này có thể thay đổi theo từng thời điểm. Các bạn đã truy cập vào website nikosa.vn hoặc điện thoại 028 3765 8579, di động là 0909 886 183. Như vậy chúng ta đã test xong toàn bộ cái máy làm mát rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.